Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bạc Bịp phải làm một cái video để giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này, kính áp tròng nhìn xuyên bài. Đây, khi bạn chơi thì bạn nhìn bài như bài nhỏ luôn nếu đeo kính áp tròng. Thì đây là cái kính Mỹ 9D này. Mình giới thiệu các bạn đây là cái sản phẩm mới nhất bây giờ hiện nay luôn đấy. Kính Mỹ 9D được công ty nhà mình nhập khẩu phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Bên trong cái kính nó sẽ có bao gồm một cây đeo và một cái kính bộ mắt len. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem này. Khi chơi các bạn phải đeo cái kính này vào trong mắt là bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nhìn thế nào nhé. Đây, cách đeo nó rất đơn giản thôi. Các bạn lấy ra, các bạn cho lên cái cây đeo này, đeo như một kính áp tròng bình thường. Đấy, để lên cho bạn xem này. Đây, nó rất là mềm luôn. Đấy, nó được làm từ silicon lụa siêu mềm luôn. Đeo êm mắt. Đấy, ưu điểm là đeo êm mắt này, không đau mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn so với những cái kính trước kia. Đấy, đấy ưu điểm của kính Mỹ 9D này. Thì nhìn bài nó sẽ như thế nào? Thì đây là cái kính thử, mình sẽ đeo cái mắt camera cho bạn xem nhé. Khi đeo kính sẽ nhìn bài thì như là, tất nhiên là đeo kính thì nó sẽ không được rõ nét bằng cái mắt khi các bạn đeo trực tiếp bằng cái kính Mỹ 9D rồi. Đây, mình cho kính thử này vào. Đấy, bạn nhìn thấy chưa, con cà này, bạn nhìn thấy rất là rõ nét luôn, con cà này. Đấy, Q này, G này, 10 này, 9 này, con 9 thì nó lại móc chìa khóa nhé. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, bạn nhìn rõ nét chưa, 5 này, 4 này, 3, 2, A. Với cái bài này thì là như các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy là chất, cả như con này là con chất, con ca cơ này. Đấy, con ca cơ này, Q cơ này, G cơ này, 10 cơ này. Đấy, đây mình sẽ cho bạn xem cái con rô thì nó làm ở bên này. Đây, con 4 rô này. Đấy, và đây là con 7 cơ này. Đấy, con này là con chuồn này, đây này, con di chuồn này, hay còn gọi là con tép này. Đánh dấu ở trên này. Đấy, cái cách phân biệt con cơ thì đánh dấu ở đây. Đấy, khi mà bỏ bài ra này, khi bỏ bài ra nó như bình thường này. Đấy, thì khi các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa là các bạn chơi áp dụng cái môn bài gì cũng được. Thì với cái sản phẩm này các bạn lưu ý cho mình là phải đi kèm với bài nhé. Bài bây giờ mình phân phối thì mới chơi được nha, chứ bài bình thường là không thể nhìn được. Bài đã được xử lý có công nghệ thì mới nhìn được. Với cái mẫu bài thì tất cả các vùng miền địa phương nào ở Việt Nam mình chơi bài gì nhà mình đều có. Đấy, nhưng phổ thông nhất thì vẫn cái bài 2021 này, gọi là đớp bờ ca 2021. Đấy, mà bài rất phổ thông, bài mình làm rất là cứng, giống hệt 100% bài quán luôn. Và bài trắng như này, nó 2019, rồng đỏ rồng vàng. Đấy, rất nhiều vùng miền chơi rồng đỏ rồng vàng, anh em có thể alo tiếp lấy bao nhiêu cũng có nhá. Với bài thì mình phân phối thì đại lý lớn nên lấy bao nhiêu cũng có. Còn các bạn ở nước ngoài thì có thể dùng những cái bài nhựa này. Đấy, bài nhựa Royal này, bài nhựa Royal nha. Các bạn ở xa như nước ngoài có thể tập làm riêng, nhưng mà số tiền là làm riêng sẽ lớn, cho nên là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để đặt hàng. Đấy, đây là bài sẻ quạt này. Một số anh em ở miền Tây thì dùng bài đô la trắng, đô la vàng này. Đấy, rất là nhiều mẫu bài anh em lựa chọn. Và mẫu kính như mình có rất nhiều mẫu, ngoài kính Mỹ 9D thì xuyên bài này thì bên mình còn cái kính Mỹ hộp gỗ như này nữa. Đấy, do nên tích cái bản nó hơi hẹp, mình không thể trưng bày ra được. Nói về cái bên nhà mình, công ty là phân phối là một cái công ty lớn ở Việt Nam về cái đồ này. Chuyện các bạn mua hàng đó, đây là kính nhôm của Nhật này. Đấy, các bạn đến những công ty lớn, cơ sở cửa hàng lớn, các bạn sẽ được giảm giá nhiều và lấy được cái hàng uy tín chất lượng được bảo hành. Tất cả kính Mỹ 9D này mình sẽ bảo hành lại trong 1 năm các bạn chơi. Đấy, này các bạn yên tâm về chất lượng và giá cả nhé. Cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái bạn cái công nghệ đánh bài mã vạch, một trong những công nghệ đỉnh cao của môn bài bịp. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy bài CVK 900.
được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này, các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nhé. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài đó và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy, thấy không? Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ gần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây, con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh 6 lá này là ở trong miền Nam chơi là chia 6 lá. Đấy. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây, bài 1, 2, 3, máy báo 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này,
những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm, tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá, con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để liêng nhá. Đây đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này, là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK680. Đây. Đây là con máy bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba mày vào 3-4 người chơi đấy, còn đấy là quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, như này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái luôn lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này thì nó sẽ không được bao quát hết được. Đây. Đấy, máy 33. 4 người chơi. Đấy các bạn, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1 2 3 liêng này, 5 6 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng, các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này, các bạn đeo vào đây các bạn nó sẽ quét bài báo bài này. Đây là phụ kiện kết nối. Điện thoại Nokia kết nối mang vạch này. Đấy. Ví. Hay là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Tôi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá rồi.
kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Tôi cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, anh em có đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây, anh em có thể thấy đây. Và cái loại kính khác nữa đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho gì anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược hẳn. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp ca 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng luôn. Đây tôi sẽ cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên giờ tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi. Đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này. Đây là cái bài đô la vàng anh em nhá. Anh em nhìn hộp hộp này. Đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy. Một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó.